Ok, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Có rất nhiều bạn có đặt câu hỏi ở các video của mình, đó là làm thế nào để có thể mượn được tủ của các cái nhà phân phối kem hoặc nước ngọt. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn trả lời những cái thắc mắc của các bạn về cách làm sao để có thể mượn được tủ từ các nhà phân phối như kem Merino, kem Tràng Tiền và một số cái hãng nước ngọt. Nhưng hôm nay mình chú trọng vào hai cái hãng đấy là kem Merino và kem Tràng Tiền nha. Để có thể mượn được tủ từ các nhà phân phối kem và thì các bạn phải liên hệ được với nhân viên của cái hãng kem Merino và nhà kem Tràng Tiền. Hầu như là trên các cái tỉnh thì các nhà phân phối kem và Tràng Tiền đều có nhà phân phối, thì các bạn liên hệ với các cái bạn nhân viên bán hàng để có thể ghi đơn và nhờ họ làm cho mình một cái hợp đồng mượn tủ. Cái điều kiện để các bạn có thể mượn được một cái tủ của bên kem Tràng Tiền cũng rất đơn giản thôi, đó là các bạn phải nhập cho họ một cái đơn đầu tiên với trị giá tiền vào khoảng 5 đến 6 triệu đồng. Khi các bạn nhập cái đơn hàng đầu tiên này thì các bạn nhờ nhân viên là làm cho mình một cái hồ sơ mượn tủ. Thì khi các bạn nhập xong thì cái ngày giao hàng thì nhân viên sẽ vừa giao tủ và vừa giao kem cho các bạn, để họ có thể vừa xếp kem của họ vào tủ. Kem Tràng Tiền thì hàng tháng các bạn sẽ không được hỗ trợ tiền điện. Đấy. Mình phải tự bỏ tiền và tự mình đóng tiền điện hàng tháng. Còn bên kem Merino thì các bạn làm cách nào thì hãy tiếp tục theo dõi cái video này để có thể biết thêm về cách mượn tủ của bên kem Merino. Kem Merino thì cũng như kem Tràng Tiền, khi các bạn muốn mượn tủ thì các bạn cũng phải liên hệ với nhân viên bán hàng, nhờ nhân viên bán hàng lên cho mình một cái hợp đồng mượn tủ. Sau khi lên được hợp đồng thì các bạn có thể nhập cái đơn hàng đầu tiên. Với kem Merino thì vì cái giá trị của kem nó cao nên khi nhập hàng thì các bạn phải nhập đơn đầu tiên với giá trị tiền hàng là khoảng 6 đến 7 triệu thì các bạn mới có đủ điều kiện để có thể mượn tủ từ nhà phân phối. Vì kem Merino nó rất là nhiều loại, từ loại đắt cho loại rẻ. Loại thấp nhất của Merino như trong đây mình đang có này, thấp nhất cũng là 10.000 và thấp nhất là 8.000. 8.000 là mình bán ra. Đấy. Kem thấp nhất là 8.000, cao nhất của họ có thể lên cả đến 50-60.000 tùy từng khu vực. Với mật độ dân cư giàu hay nghèo thì các bạn có thể nhập hàng nó phù hợp với từng khu vực. Và một điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là bên kem Merino thì có hỗ trợ tiền điện cho các bạn trong mùa đông nha. Họ chỉ hỗ trợ trong mùa đông thôi, còn mùa hè thì họ không hỗ trợ đâu. Họ hỗ trợ trong 3 tháng thì phải. Năm ngoái mình được hỗ trợ trong 3 tháng, nhưng không phải là hỗ trợ bằng tiền mặt nha các bạn. Họ sẽ hỗ trợ các bạn bằng kem. Họ quy ra mình vẫn phải lấy trong cái mùa đông đấy, mình chỉ cần lấy một đơn với giá trị khoảng 2 triệu một chút thì trong 3 tháng họ sẽ hỗ trợ mình tiền điện với giá mức giá là khoảng
2 đến 300, gọi là mỗi tháng được 100 đấy. Thì họ sẽ quy từ tiền đấy sang kem và họ trả cho mình đấy. Đấy. Mỗi tháng, mỗi tuần thì sẽ có nhân viên đến kiểm tra hàng và chụp ảnh, hoặc là theo dõi xem là mình bán được hay không. Đây là những cái mặt hàng của Merino mà cửa hàng mình đang có. Đây, kem đắt nhất là kem cái cơ, kem ly này. Và đến kem cá. Xong đến kem ốc quế, ốc tim, gọi là ốc tim. Kem cá và kem cốc này là giá như nhau này. Có cả sữa chua nha các bạn. Sữa chua. Rồi kem hoa quả, kem cam, kem sầu riêng, rồi kem dưa hấu. Đấy. Đấy là hai cái hãng mà các bạn có thể liên hệ với nhà phân phối để mượn tủ. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn để các bạn bớt được chút cái nguồn tiền phải mua tủ của hai cái hàng kem, để giảm bớt cái chi phí cho các bạn, để các bạn có tiền để làm những cái việc nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn thấy video của mình hay, ý nghĩa thì nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những cái video tiếp theo của mình nhé.